Quý vị có thể hình dung là quý vị đang ở trong một trường đại học dân tiến thông Hoa Kỳ và đặt câu hỏi yêu cầu của vị giáo sư là thầy có thể nào sẽ lớp này có một cái sự công bằng hơn trường không, đưa vào những cái tài liệu mà nó đa chiều hơn chút hơn, thì ngược lại thì người con của quý vị hay chính bản thân quý vị được nhận cái điểm F minus, và cùng với đó là một cam kết đó là cái lần cũng có anh lý do anh có cái lần đầu này là tại vì xuất phát từ cái điều là anh còn chưa thoát được cái sự cay đắng của cái việc là gia đình anh đã thua cuộc chiến. Kính thưa quý vị, một giáo sư nữa đó là giáo sư Alex Thái Võ, và Trường Giang đã nghe suốt cuộc hội thảo thì Trường Giang rất là ăn ý và cũng như là rất thích cái cách mà mình dạy trong trường đại học. Từ đâu là một người trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ mà giáo sư lại có những cái cách với phong cách đặc biệt như thế để nói về lịch sử mà làm cho tất cả những người nghe phải chăm chú vào, phải lắng trọng con tim để nghe giáo sư trình bày những cái tác phẩm lịch sử của mình. Vâng, cảm ơn anh Trường Giang đã cho Thái cái cơ hội để nói chuyện với anh và cũng như quý vị khán giả ở nhà. Thì thú thật thì vấn đề lịch sử thì nó bắt đầu từ cái sự quan tâm và đam mê khi mình thấy đi học ở nhà trường của Hoa Kỳ từ tiểu học lên cho đến đại học đó, thì mình thấy nó có những cái sự sai lệch mà nó mang cái tính cách gọi là phiến diện và một chiều. Thì thành ra mình xuất phát từ cái việc là mình muốn nghiên cứu và tìm hiểu rõ hơn, nhiều đa chiều và nhiều khía cạnh hơn, để bắt đầu nói câu chuyện lịch sử nó đa dạng hơn, nó giống như một cái bức tranh, nó có nhiều cái nét hơn là chỉ là một cái bức tranh mà trắng đen không thôi. Thì xuất phát từ cái việc đó, cho nên khi thấy mà đứng trên giảng đường hay nói chuyện với mọi người đó, thì tất cả chúng ta thì cũng hay khi mà đi nói chuyện trước đám đông đó, thì chúng ta thường hay có những cái sự chuẩn bị, giống như bản thân Thái hồi nãy cũng có những cái chuẩn bị 5-6 trang giấy đó. Nhưng mà một cái mà nhiều người họ cũng giảng dạy đó là họ cũng chỉ đó là khi chúng ta đứng lên và chúng ta nói cái sự gọi là cái thật với tấm lòng của mình đó, thì đôi khi mình cũng không có cần phải những cái ấy, mình chỉ nói ra những cái gì mình biết, và mình nói ra những cái gì với cái tấm lòng thật của mình ra, thì tự động nó sẽ thể hiện cái con người mình ra đối với mọi người vậy thôi. Nói về lịch sử Việt Nam, mình trải qua một phần lịch sử rất là tàn khốc và rất là, đối với thế hệ trẻ và thế hệ lớn thì sự cái bridge, cái nhịp cầu nó rất là khó khăn để có thể nối lại. Nhưng mà giáo sư có những cái phương cách gì, một thí dụ đơn giản để có thể làm một cái nhịp cầu mà giữa cha mẹ và con cái mình có thể nói chuyện về lịch sử, nhất là lịch sử Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Vâng, khi nói về cái vấn đề mà khoảng cách giai không phải giai cấp mà khoảng cách của generation gap, có nghĩa là giữa thế hệ này, khoảng cách thế hệ đó, giữa thế hệ cha ông cha mẹ với thế hệ con cháu, thì mình hiểu được là tất cả mọi cộng đồng đều có những cái khoảng cách đó, chứ không riêng gì với cái người Việt Nam. Nhưng cái khác biệt của cái người Việt Nam của chúng ta với cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt đó là chúng ta đã đến đây sau khi cái trải qua của một cái cuộc chiến nó quá tàn khốc, nó ảnh hưởng cái thế hệ người lớn rất là nhiều. Mình thì cái điều đó nó đòi hỏi một cái gì từ cái khía cạnh của những cái người trẻ đó, cũng như người lớn đó, thì một cái yếu tố mà Thái yêu cầu ở chính Thái cũng giống như những người mà Thái đang trò chuyện trong lớp hay là ở trong những cái quan cảnh giống như vậy đó, là cái sự thông hiểu nhau và thông cảm ở nhau trước hết. Chúng ta không, giống như hồi nãy giáo sư Tường Vũ nói đó, chúng ta không áp đặt lên nhau những cái suy nghĩ và những cái trải nghiệm của riêng của chúng ta, nhưng chúng ta phải có những cái sự trao đổi thẳng thắn với nhau. Mọi người đều có một cái sự muốn hiểu ở nhau để trao đổi, thì có nghĩa là những cái người lớn họ có những cái câu chuyện và họ đã trải qua những cái khó khăn của họ, thì đương nhiên họ có những cái suy nghĩ và những cái sentiment nó khác với những người trẻ. Thì thường ra họ khi họ có những cái câu chuyện thì chúng ta cũng cần lắng quan tâm và lắng nghe. Nhưng người trẻ thì cũng có ở trong cái xã hội hiện tại bây giờ đó, thì đôi khi có lẽ là cái chiến tranh họ không phải là cái mối quan tâm lớn nhất của họ, nhưng họ phải quan tâm với cái vấn đề học vấn, công ăn việc làm, nhà cửa cao hay là học phí nhà trường. Thì cha mẹ mình cũng cần phải quan tâm với những cái yếu tố đó, phải tìm những cái điểm chung với nhau để bắt đầu có những cái câu chuyện chung với nhau, để chúng ta không có phải là có những cái clash quá mạnh, để rồi chúng ta lần lần có những cái sự thông hiểu nhau.
Kính thưa quý vị, đó là một lời chia sẻ rất là hay mà chúng ta nhận thấy. Chúng ta phải tìm cái điểm chung để chia sẻ lịch sử của chúng ta, đặc biệt là lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, và chúng ta phải tiếp tục tranh đấu vì đất nước chúng ta hiện giờ vẫn là một đất nước cộng sản, mà đất nước cộng sản thì nó đem chỉ lại cái hại cho dân tộc của chúng ta. Và đó là những điều mà chúng ta đã nghe được và lắng nghe trong ngày hội thảo hôm nay, nhất là được nghe từ giáo sư trẻ Alex Thái Võ, giáo sư nữ Anh Trần cũng như là giáo sư Tường Vũ. Hồi nào tới giờ chưa xem những hội thảo nào mà nó sinh động và nó có nhiều những cái học hỏi như cái hội thảo của ngày hôm nay. Và họ sẽ có những cuộc hội thảo trong các thành phố khác nhau sắp tới đây. Và hy vọng quý vị sẽ cho con em mình cũng như là mình đến tham dự để làm gì? Để mình tiếp tục duy trì lịch sử, văn hóa và sự tồn tại của chúng ta tại đất nước Hoa Kỳ hoặc là tại hải ngoại. Một lần nữa, chuyên gian tường thuật cho Đài P10 từ thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn giáo sư Alex Thái Võ đã có mặt trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh Trường Giang, cũng cảm ơn tất cả quý vị trong cộng đồng hôm nay đã đến đây, vì cái sự hiện diện của quý vị nó cho chúng tôi biết cái động lực, nó cho chúng tôi biết là quý vị cũng quan tâm với những cái công việc của chúng tôi. Và cái sự hiện diện của chúng tôi hôm nay là chúng tôi muốn làm cái cầu nối giữa cái giới học thuộc cũng như cộng đồng, và giữa cộng đồng với giới học thuộc. Xưa nay nó cũng có giống như hồi nãy anh nói cái khoảng cách đó, nó là một cái khoảng cách mà xưa nay những người trong học thuộc họ làm cái việc gì thì trong cộng đồng lại không biết, mà trong cộng đồng thì cũng cần cái giới học thuộc để nói lên tiếng nói của mình thì cũng không có cái điều đó. Chúng tôi mong là cái sự hiện diện hôm nay của quý vị và của chúng tôi nó sẽ là cái cầu nối đầu tiên cho cái việc đó.